khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Những ngày qua, các thông tin về tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, lại một lần nữa đẩy căng thẳng gia tăng. Lần này, cũng như rất nhiều lần khác, Trung Quốc thể hiện tham vọng bá quyền phi pháp. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Trung Quốc tiếp tục thể hiện tham vọng bẻ gãy UNCLOS trên Biển Đông. Đối với các vụ việc xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán, Việt Nam luôn bày tỏ quan điểm nhất quán. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển tại Biển Đông được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc, triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, góp phần vào việc phát triển quan hệ hai nước. Theo South China Morning Post, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Quốc đầu tháng năm này hướng đến khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền của Việt Nam. Lần gần nhất, Trung Quốc đưa tàu hướng vào khu vực bãi Tư Chính là vào tháng 7 năm 2019. Thời điểm đó, tàu nghiên cứu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trong vùng biển này cùng ít nhất 4 tàu hải cảnh Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên án Trung Quốc xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo UNCLOS mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này và không có hành vi đe dọa đến an ninh và hòa bình ở khu vực. Nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào tháng 10 năm 2019. Theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu, khảo sát nào trong vùng đặc quyền kinh tế đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Hẳn chúng ta còn nhớ, vào năm 2012, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa. Đơn vị hành chính phi pháp này có chức năng quản lý cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thời điểm đó, trên đảo Phú Lâm có khoảng 1.000 người Trung Quốc sinh sống phi pháp. Kể từ đó, Trung Quốc đã nâng cấp trái phép các cơ sở vật chất để phục vụ dân số của thành phố Tam Sa. Yếu tố đóng vai trò chủ chốt gây nên nguy cơ xung đột ở Biển Đông là tham vọng bá quyền phi pháp của Trung Quốc, muốn độc quyền quản lý, tiến tới độc chiếm Biển Đông. Trung Quốc muốn lấy Biển Đông làm nơi xuất phát các hạm đội tàu ra Thái Bình Dương, ra các đại dương. Trong khi đó, Mỹ và nhiều nước lớn không muốn vùng biển quốc tế nào bị hạn chế đi lại. Mỹ coi Biển Đông là một trong những điểm quan trọng của chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vậy nên, giờ đây cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung ở khu vực này ngày càng gay gắt, lôi kéo thêm một số nước lớn tham gia. Thời gian gần đây, các nước lớn không ngừng gia tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, không chỉ với tàu chiến, máy bay chiến đấu, mà còn có cả tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược. Điều đáng chú ý, bên cạnh những vũ khí hiện đại có mặt ở Biển Đông, Trung Quốc còn tăng cường sự hiện diện các tàu cá do dân quân chỉ huy. Lực lượng này được tổ chức, huấn luyện chu đáo, trang bị vỏ thép, bao gồm cả sử dụng vũ khí hạng nhẹ, tàu có công suất lớn, có khả năng hoạt động xa bờ. Dân quân biển Trung Quốc gọi là chi đội, các chi đội được biên chế thành đại đội, các tổ sản xuất được biên chế thành trung đội, mỗi tàu là một tiểu đội dân quân biển. Lực lượng dân quân biển Trung Quốc ngày càng được tăng cường trên Biển Đông nhằm đảm bảo sự hiện diện thường xuyên, lâu dài, kiểm soát xung đột, lâu dần biến vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp
thành vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, tiến tới độc chiếm Biển Đông mà không gây ra xung đột với nước nào. Đó chính là mục tiêu sâu xa của việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển này. Điều đáng nói, tàu dân quân biển luôn được ngụy trang, che giấu hoạt động theo chiến thuật. Nhờ thế, Trung Quốc luôn giải thích những vụ cố ý đâm chìm tàu nước khác trên Biển Đông là các tai nạn hàng hải thông thường. Đáng lo ngại là lực lượng thực thi luật pháp của các nước trên biển thường rất khó xác định đâu là tàu cá Trung Quốc bình thường, đâu là tàu cá bất thường do dân quân biển chỉ huy. Vì thế, các nước thường kiềm chế, tránh leo thang xung đột để không bị Trung Quốc cáo buộc vi phạm nhân quyền với ngư dân. Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng lợi dụng sự mơ hồ này để thực hiện mưu đồ. Các chuyên gia nước ngoài cảnh báo xung đột trên Biển Đông nhiều khả năng liên quan đến dân quân biển Trung Quốc bởi lực lượng này không có cơ chế liên lạc và xuống thang căng thẳng như hải quân. Đây là chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm mục tiêu chiếm đoạt vùng biển đảo của các nước khác mà không phải dùng lực lượng vũ lực trực tiếp với quy mô lớn. Nhìn lại cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, có thể thấy Việt Nam luôn nhận thức đầy đủ về những thách thức an ninh ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần phản đối các động thái trái phép của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Ngoại giao cũng nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế. Dù các thách thức ở Biển Đông là có thật, nhưng thông qua các biện pháp khẳng định chủ quyền của mình, không bao giờ mơ hồ về nó, không bao giờ quên nó hay buông bỏ, tự tin và khẳng định bảo vệ chủ quyền của mình, Việt Nam sẽ bảo vệ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở Biển Đông. Và trên thực tế, Việt Nam đã làm thành công việc này. Đối với Trung Quốc, nước này luôn vận dụng chiến lược lấn dần mà không cần dùng đến biện pháp quân sự. Để ứng phó lại, sự hiện diện của Việt Nam ở Biển Đông cũng trở nên dày đặc và thường xuyên hơn. Các đảo ở Trường Sa đang xanh hơn, đông dân cư hơn, sáng điện suốt đêm như những ngọn hải đăng trên biển của Việt Nam. Các giàn khoan dầu đã có mặt ở Biển Đông, các hoạt động thăm dò, nghiên cứu, bảo vệ môi trường biển cũng đang diễn ra ở đó. Và các tàu du lịch hàng hóa qua lại mà không gặp bất kỳ mối đe dọa nào. Tàu dân sự, quân sự, khoa học của các nước thường xuyên đến Việt Nam. Ngư trường của Việt Nam ngày càng mở rộng và số lượng ngày càng tăng. Tất cả đều hợp pháp và phù hợp với luật pháp quốc tế. Hải quân Việt Nam tự tin, bản lĩnh và ngày càng hiện diện đông đảo trên Biển Đông, diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo Trường Sa. Trong tất cả các vùng biển của Đông Nam Á, Việt Nam là vùng biển an toàn nhất, không có cướp biển hay buôn người, được cảnh sát biển bảo vệ tốt. Kiên quyết, kiên trì nhưng không hiếu chiến hay khiêu khích, đó là cách Việt Nam đã làm, đang làm và sẽ làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.